Tết này mua quà gì biếu cho hai bên ông bà ngoại nội giờ? Thì mua cái nào cũng được, miễn là đừng có bên to bên nhỏ là được rồi. Nói gì vậy? Chứ không phải sao, năm nay mua quà Tết cho bên nhà em á cũng to chà bá vậy đó. Trời ơi, thì bên ngoại nhiều người hơn phải mua quà bự hơn chứ. Đó đó đó, thấy chưa, cái lúc nào cũng cái cớ bên ngoại nhiều người hơn á. Em á là phải mua quà cho hai bên á là phải đều nhau, chứ đừng có để người ta nói là nhất bên trọng nhất bên khinh. Anh hay quá ha. Nè vậy anh ta, anh tự coi anh mua đi, em là hỏi làm cho khỏe bụi à. Không, cứ mỗi lần nói tới cái giận lẫy vậy không à. Thiệt tình quý vị thấy không, cứ mỗi năm á mà tới lúc mà chọn quà biếu cho hai bên gia đình á thì lúc nào cũng vậy á, mỗi người câu ra câu vào, vậy là lùng đùng. Vụ gì mà sùm đây hả? Trời ơi, coi kìa, coi cái mặt chù ủ kìa. Tết đến nơi rồi, vui lên, thấy chị không? Tươi như hoa vậy. Buồn quá nổi rồi chị ơi. Tạm gì? Không có gì đâu chị. Chẳng qua là tới mỗi năm là tới lúc mà chọn quà biếu Tết cho hai bên gia đình nội ngoại đó là vậy thôi. Không sao, em quen rồi. Trời ơi, có cái vụ mua quà không á, căng thẳng gia đình lên, mấy chuyện đâu đáng đâu hai đứa. Trời ơi, chị ơi, tiền có giới hạn nè, mà chi biết bao nhiêu là khoản, phải cân đo đong đếm nữa chứ. Đúng, quà biếu á là không có quan trọng là cái đắt tiền, là cái rẻ tiền, của cho không bằng cách cho, hiểu không? Cái quan trọng là cái tình cảm của mình thôi. Đó chị, vậy mà có người phân bì á là quà bên ngoại bự hơn quà bên nội đó chị. Là sao? Chị hỏi ảnh đó. Bây giờ nè, sẵn có chị già ở đây nè, rồi chị có kinh nghiệm sống nhiều hơn tụi em, giờ chị giải thích cho vợ em hiểu đi. Tại vì năm nào á vợ em tặng quà đó là cái gói quà bên ngoại lúc nào cũng to hơn cái quà bên nội, chị thấy vậy được không? Trời ơi, thì bên ngoại nhiều người hơn thì đương nhiên em phải mua quà bự hơn rồi. Ờ vợ chưa, chị thấy cứ dựa vô cái cớ là bên ngoại nhiều người hơn cái mua quà bự hơn, chị thấy nó có cớ gì mà không? Giờ em bó tay em nói đúng chứ bộ. Thôi đừng cãi, chị nói em nghe, chị không có bình ân mà ưng nói đúng á, cái này là không được. Anh nói đúng thấy chưa? Sao gì? Nghe chị nói, bên nội bên ngoại á cũng là một gia đình. Em á công bằng, Thiên Ứng đâu nói gì được em, đúng không? Chị, nhưng mà hả? Có nghĩa là bây giờ chị nói á, bên ngoại hay bên nội nhiều người ít người gì cũng phải mua quà bằng nhau hả? Đúng, chị rồi. Đúng rồi. Chính xác đúng. Chị nói em nghe, em á chị không biết sao, còn chị nè, chị mà thấy lòng á, chị em nghe. Cái lòng bên nội, trời ơi bên ngoại mình sao mà không được. Cái còn cái, chị chồng, em chồng nữa, hiểu chưa? Mà lấy lòng bên nội, đúng. Anh im đi, để chị nói. Kỳ quá. Chị, có nghĩa là chị nói bây giờ bên ngoại hay bên nội nhiều người ít người gì đó cũng phải mua quà bằng nhau hả? Ừ, đúng rồi. Có như vậy á, thì hai vợ chồng á, hỏi nói qua, nói lại, và ông nơi, và bà ngồi nơi, chưa? Nhưng mà chị ơi, thiệt là mỗi lần mà tới gần Tết á, mua quà biếu cho bên nội ngoại là em nhức đầu lắm luôn á, không biết phải mua cái gì hết trơn á. Thôi em mua đại giỏ quà bánh kẹo trái cây gì em tặng mỗi bên được rồi. Trời ơi, năm ngoái mua rồi, năm nay mua nữa hả? Chứ không biết mua gì thì mua đại nó tặng được rồi cho xong. Nè nha, chị góp ý kiến nha. Hay là năm nào mình cũng mua vậy cũng chán đúng không? Hay là vậy nè, mình mua những cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho ông bà, được không? Ờ ha, vậy sao em không nghĩ ra ta? Mà hình như là nếu mình mua cái đó là mình phải lựa chọn cho phù hợp với sức khỏe của mỗi người để mình chọn sản phẩm đúng không chị? Chẳng hạn như là sức khỏe nè, rồi bệnh tình của mỗi người trong gia đình để mình mua sản phẩm nào cho phù hợp để họ xài cho tốt đúng không? Ừ đúng rồi, cái đó thì tụi em cũng hiểu rồi. Mà đó là ba mẹ sức khỏe mình sao biết mà, phải mua cũng được. Chị, vậy còn gì nữa không? À, hay là chị nghĩ vậy nè, không biết hai em sao, còn gia đình chị á thì chẳng hạn như ngày 29, 28 Tết đó là đi ra mấy cái chợ qua đó mua tặng cho hai ông bà hai bên gia đình bông cúc, bông mai rồi quýt gì á chân cho nó đẹp. Ừ ha. Ủa nhưng mà chị ơi, cái đó là dành cho những nhà mà ba mẹ ở gần nhau, còn bây giờ quê hai tụi em xa quá trời luôn, ôi bộ hơi khó á chị. Nhắc tới quê mới nhớ, hay là mình mua quà quê mình biếu tặng ông bà đi.
hai đứa ở hai quê nè, hay mình lấy đặc sản của quê nội tặng qua cho ngoại, lấy đặc sản của ngoại tặng qua cho nội. Đúng rồi. À mà em anh thấy hay là mình tặng cho ông bà quần áo cũng được, nhất là trời lạnh nè, mình có thể tặng áo lạnh hay áo gió hay là khăn choàng cổ cho ông bà đi, như vậy cũng ý nghĩa lắm á. Đó, thấy chưa, trời ơi em hỏi đâu xa, ứng tâm lý lắm chứ bộ. Trời ơi, thôi đi chị ơi, có chị đây tự dưng ông đột xuất vậy thôi, chứ thường thường á hả. Ôi em mua đại đi, mua đại cái gì cũng được hết. Thì tại đó anh không để ý, giờ anh để ý. Anh đừng có ngụy biện. À, hay là hai đứa có để ý không? Bây giờ chị thấy á nha, tụi nhỏ nó hay có cái cách vậy nè, mua mấy cái chuyến du lịch đó cho hai ông bà đi. À, nghe em thấy cũng được đó. Nhưng mà nếu mà mình mua tour du lịch á, thì mình mua tour trễ qua Tết, để cho Tết ông bà còn ăn Tết với con cháu nữa, rồi xong ông bà đi chơi cũng được. À mà chị, em thấy trên công ty của em á, mấy chị thường không có cho quà mà cho tiền. Ờ, vậy cũng được. Nhưng theo chị thấy á, mình cũng phải chích ra một khoản nhỏ, mình mua một món quà gì đó để tặng, thấy vậy nó còn có ý nghĩa hơn. Chứ tự nhiên mình đưa nguyên một cục thì thấy nó kỳ quá, mà nó cũng không có tình cảm nhiều. Dạ, em thấy cũng đúng. Bây giờ thì em biết là mua quà Tết gì tặng cho hai bên gia đình rồi. Chị nói rồi, phải chi á, ngồi mà bàn tính như vậy là thấy nó vui không? Ở đâu mà ngồi đó mà gây. Trời ơi, bây giờ chị rảnh nè, làm sao? Thì tại vợ chồng em nóng quá à, nên nghĩ không ra. Vậy có chị đây, nên chị dập bớt bụi bớt nghĩ mới ra chứ không? Rồi chị rảnh đó, em nhờ gì chị? Mình đi mua quà Tết với em đi. Trời ơi, nó nói cái làm liền đó chứ. Đi với em nha. Đi, nhưng mà đợi chị về, chị sửa soạn rồi mới đi. Dạ, vậy chừng nào mà chị làm xong á, chị đi ngang chị hú em cái, em gì đi. Ừ, để về chị sắp xếp cho con chị ăn uống cái nữa ha. Dạ em cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Đó vậy dạ. Mới vui không? Thấy không? Vui lên nghe không? Dạ, vui tôi mới vui cái chứ. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Bây giờ em đi mua quà Tết, không cần anh nữa.